Vâng, xin chào tất cả các bác nhá. Các bác ơi, hôm nay em lại tranh thủ lên rừng để đi quay phim mà kiếm ít cây thuốc cho phục vụ bệnh nhân và gửi cho các bác ở cái vùng miền không có được các bác. Xin mời các bác hãy cùng theo chân tôi nhá, để chúng ta cùng đi tìm những vị và cây thuốc các bác nhá. Fan bên này. À đây. Cái ba chạm này to nhỉ. Cái ba chạm này cổ thụ. Đây, cây ba chạm này to gớm không ạ? Đấy. Chạm to cổ thụ luôn nhá. Cây ba chạc cũng là một trong những vị thuốc đấy các bạn, vị phòng tê thấp đấy. Ba chạc ở đây nữa này. Đây đây đây, bây giờ các bạn hôm nay em đi rừng để lấy cái vị thuốc của ưng bất bạc các bạn, gặp đây. Đấy, đây nha. Đây là cái gốc của ưng bất bạc này. Đấy, thân cây đấy. Bây giờ phát đi. Phát đi, đào cái rễ của nó bên, đào rễ to to rồi. Một tuần nữa, à, để một tuần. Rồi, đừng chặt nó đi. Nó vào cái ưng bất bạc này nhá em, vậy là dùng toàn rễ thôi, thì không không có dùng thân cây các bạn. Wow, cho nhiều muỗi thế nhỉ. Đây lấy cái dao chặt hẳn cái đoạn nhỏ nhỏ lên đến đi đó, phát đi cho nó chắc rộng rộng này. Phát cho cái rễ to rồi, phát quang đào cái rễ to đấy. Và cái đặc tính của cây ưng bất bạc này thì rễ nó là từ cái rễ rễ cặm này nhá, cái rễ cọc ấy là nó thường thường nó cái rễ ngang nó ăn nổi các bạn đấy, đang lên bên nổi đấy. Bởi vậy cho nên chúng ta là khai thác nó cũng rất chi là tiện lợi. Cái thứ nhất là nó dễ khai thác này. Cái thứ hai nữa là mình lấy mình cái rễ ngang này thôi các bác nhé. Lấy mình cái rễ ngang thôi. Đấy. Còn cái rễ cặm để cho nó sinh tồn. Đấy. Mà lấy cũng đừng có lấy tiệt. Đây cái ưng bất bạc thì nó có gai đấy các bác nhé. Đây. Đây là cái thân của ưng bất bạc nhé. Đây nó có gai. U nần này là cái núm gai các bác nhé. Gai nhọn đấy. Đấy, đây là thân cây to. Đây, gốc bộ vật rễ này. Đấy. Nó có màu vàng các bác nhé. Tôi xin giới thiệu với tất cả các bác, đấy là về cái tác dụng của rễ ưng bất bạc này, nó có tác dụng hỗ trợ điều trị chứng bệnh về gan các bác nhé. Như gan A, gan B, gan siêu virus, gan cổ trướng, nói chung là về gan. Cái chứng bệnh mà gan và vàng da vàng mắt. Thế thì lấy cái bộ phận rễ của nó thì cái dược tính nó cao.
Vâng. Được tính nó rất chứ là lấy dao chặt một đoạn nhỏ nhỏ lên cho các bác xem. Cho đoạn nhỏ nhỏ lên cho các bác xem. Cái đó để đây đã, cái dây thuốc gì để sau đó. Ai sao nhiều mũi thế nhỉ? Chết. Đấy. Chặt lấy hết ngoài đoạn nhỏ đi không phí nhỉ. Đấy. Các bác phát hiện thấy màu vàng kìa. Đào cái nhỏ tít ở ngoài. Đấy, lấy lên. Đây bác nha, đấy, chặt cho phát là lên màu vàng luôn này. Nha, đấy. Với cách chế biến để sử dụng làm thuốc thì chúng ta cũng cứ đào lấy rễ các bác nhé, đào lấy rễ đem về lấy cạo vỏ đi, cạo cái vỏ lụa ở ngoại rửa sạch sẽ đi. Đấy, chúng ta băm nha. Phơi hoặc là sấy khô. Đấy, để chúng ta làm thuốc. Đấy. Lấy cả cái loại nhỏ đấy, nhỏ lấy, đừng để ví. Nó thay không không được ví. Cạo cái vỏ ngoài cho các bác xem vàng khè đi. Đấy, cạo hết đây. Cạo hết. Đấy, đây chưa? Nha, đấy cạo cái vỏ lụa các bác nhé. Đấy, cách dùng để làm thuốc thì chúng ta nhớ là cạo cái vỏ lụa này đi. Thấy chưa? Đấy. Cái vỏ lụa ở lớp đất ở ngoài. Đấy. Xong rửa sạch sẽ đi các bác nhé. Đấy. Sau đó rửa sạch sẽ. Màu vàng. Băm. Nha. Phơi sấy khô để chúng ta làm thuốc. Hỗ trợ điều trị chứng bệnh gan. Các bác nhé. Gan nói chung. Nói chung là bác nào không may mắc chứng bệnh gan là cố gắng tìm đến cái vị thuốc của ưng bất bạc này các bác nhé, ưng bất bạc đấy. Nhưng mà tôi nhấn mạnh một lần nữa, nếu như mà ưng bất bạc này các bác cố gắng đào lên rễ nhé. Đấy, còn dùng cái thân cây thì đương nhiên là cái dược tính nó không cao bằng rễ. Đây, rễ nó vàng như này đấy. Đấy, các bác cố gắng đào lên rễ cho tôi. Băm vơi và sấy khô nhé, để chúng ta dùng làm thuốc trị bệnh gan nói chung. Gan A, gan B, gan C, gan virus. Đấy, như là gan nhiễm mỡ nói chung với gan. Chúng ta có thể dùng độc vị nhé, dùng độc vị. Đấy. Hoặc là chúng ta kết hợp với những các vị thuốc khác nhé, cũng rất chi là tốt các bạn. Rất là tốt. Đây còn đây từ dừng lại đào cái đó đi. Đào tiếp cái gốc này lên đây. Đấy. Cái này cũng dùng vào gan, đào cái lá vừa đào đấy, thì đánh dùng vào gan thì đấy, nhưng mà nó cũng có vị đắng. Đi vào rừng là gặp nhiều cây thuốc lắm ạ. Đào nhỉ. Thôi có đào quá thôi. Quay ra đào cái này đi mà. Mà được đi mà về. Không nhiều muỗi lắm. Không như này. Đất này, đây. Có cũng có màu vàng nhưng mà đấy, cũng màu vàng nó có vị đắng và nó cũng được trị gan. Nhiều mũi quá không chịu được, mũi quá các bạn ơi. Trời, trời. Đấy, cả cái loại nhỏ nhỏ như này không lãng phí. Đấy.
Ok chưa? Nha. Màu vàng ươm luôn. Đấy. Cứ moi lấy cái nhỏ trước đi, xong mới vào lấy cái to to ở trong gốc. Đấy. Xong mới lấy to trong gốc. Đấy, cứ moi mấy cả cái ở bên đầu này đây này. Muỗi không để chỗ yên. Đây còn cái rễ cắm nữa đấy, rễ cắm, mới moi chặt cái rễ cắm này mới được. Đấy, trực tiếp lên rừng đi đào các bác nhá, trực tiếp lên rừng đi đào đi lấy đấy. Đấy, bởi vậy là cũng qua cái chương trình này nhá, đấy cũng muốn gửi tới tất cả các bác không may mắc chứng bệnh về gan đấy, hoặc là có người nhà, bạn bè, người thân nhé đấy, hoặc là các bác ở trong hội nhà thuốc thiếu những cái vị ưng bớt bạc để trị chứng bệnh gan này nhé, thì cũng phải xin liên hệ qua số điện thoại của nhà thuốc chúng tôi, cũng như số Zalo tôi có để luôn trên đấy là 0976972618 các bác nhé. Vâng, có lẽ đến đây thì cái thời lượng video nó cũng có hạn rồi, tôi xin tạm dừng tại đây để đào tới đó các bạn, mà nói đùa trên nhiều muỗi quá không chịu được. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhá.